mỗi người đều mong ước gia đình mình luôn khỏe mạnh. Do đó, các bác sĩ khuyên bạn tắm rửa bằng xà bông Sepga. Nay có kiểu dáng toàn cầu mới, được bác sĩ nhiều nơi công nhận. Và ở Việt Nam, Tổng hội Y Dược học chúng tôi chứng nhận Sepga diệt hơn 90% vi khuẩn thường gặp mỗi ngày. Hãy bảo vệ cả nhà từ sáng đến tối. Sepga sạch khuẩn trên da, cả nhà khỏe mạnh.